Kính chào quý vị và bà con đã đến với chương trình Vì Nông nghiệp Xanh Tây Nguyên hôm nay. Thưa quý vị và bà con, các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp. Khí hậu, thổ nhưỡng có phần tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc thù cao cho từng khu vực. Tuy nhiên, sản phẩm nông nghiệp gần như chỉ bán tươi và phụ thuộc vào thương lái. Để đưa sản phẩm nông nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng, nhiều địa phương triển khai mô hình một ngày làm nông dân. Cách làm này đã giúp quảng bá hình ảnh nông sản đặc thù vươn xa và giúp nhà nông thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm. Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua du lịch. Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây. Với đường bờ biển dài hơn 200 km, Khánh Hòa có ngành nông nghiệp đa dạng với nhiều nông sản đặc thù của vùng biển và ngành du lịch phát triển mạnh nhất khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã biết kết hợp hai thế mạnh nông nghiệp và du lịch để tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho người dân ven biển phát triển kinh tế. Dẫn khách tham quan vườn xoài cổ thụ, kể những câu chuyện hay về xoài. Đó là công việc thường xuyên mà Đặng Thế Truyền đảm nhận gần 2 năm nay. Sinh ra và lớn lên ở vùng Cát Trắng, Cam Lâm, Truyền xót xa khi nhìn thấy đầu ra cho trái xoài gặp bế tắc. Thậm chí xoài chín rụng đầy vườn nhưng chẳng ai đến mua. Từ đó, anh nung nấu ý tưởng kết hợp hai thế mạnh của địa phương cho bước đường khởi nghiệp của mình. Lợi thế và cái tiềm năng của du lịch Cam Lâm là vị trí là gần sân bay và gần các resort, thì khách nhu cầu khách resort họ đang muốn trải nghiệm cái văn hóa bản địa địa phương rất là lớn. Tụi em nắm bắt được những yêu cầu, nhu cầu đó thì tụi em cũng đang cố gắng kết nối để cho giới thiệu những cái đặc trưng vườn xoài của Cam Lâm đến với du khách, cũng giống như là du khách muốn trải nghiệm những cái giá trị văn hóa địa phương bản địa và những cái đặc sản ở Cam Lâm, thì từ đó tụi em hình thành nên cái mô hình du lịch trải nghiệm nhà vườn, đồng thời với giúp người nông dân tiêu thụ thêm nông sản. Cam Lâm là vùng chuyên canh xoài lớn nhất Nam Trung Bộ, diện tích hơn 7.000 hecta với hơn 20 giống xoài khác nhau. Mỗi năm, vùng xoài này đưa ra thị trường hơn 100.000 tấn xoài tươi. Nơi đây còn có nhiều gốc xoài cổ thụ đến 100 năm tuổi, gây ngạc nhiên cho bao du khách. Dạ, đây là lần thứ hai em tới vườn xoài ạ. Lần đầu tiên thì em đi với gia đình, lần này em dẫn mấy bạn đi theo. Vẫn còn thích thú giống như lần đầu em thấy vậy ạ. Em không nghĩ là cây xoài có thể có gốc nó to như thế mà tán nó bự như thế ạ. Nhìn sơ qua em đã thấy mát rồi ạ. Có nhiều nhà họ cũng trồng trong sân nhà của họ để làm che bóng mát. Cây xoài nó hình như là hình ảnh của gắn bó với người dân ở nơi đây ạ. Hiện Truyền đang kết hợp với 4 nhà vườn để làm du lịch. Mục tiêu ban đầu là đẩy mạnh quảng bá sản phẩm xoài của địa phương, nhưng hơn hết là giúp nhà vườn có thêm một hướng đi mới để không hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Nhà nông sẽ là những người làm du lịch chính trong mô hình này. Có kinh nghiệm làm bánh tráng xoài hơn 30 năm, nhưng với bà Lê Thị Thu Thùy lần này khác với mọi khi. Giữa vườn xoài rợp bóng mát của gia đình, lần đầu tiên bà Thùy hướng dẫn du khách làm bánh xoài. Vốn chỉ quen với việc trồng xoài, làm bánh, nên với một nhà nông như bà, việc làm hướng dẫn viên du lịch ban đầu còn khá bỡ ngỡ, nhưng cũng rất hào hứng. Thấy điều khách là rất phấn khởi. Họ vô, họ rất là mừng, họ trải nghiệm, họ ăn, rồi họ trải nghiệm vô làm bánh xoài, họ ăn. Này, thấy cái vị là rất phấn khích, rất là vui vẻ. Thấy người khách người vui, thì bản thân tôi cũng vui theo. Từ hồi giờ chưa có, nhưng mà bây giờ là cũng mới đây là cũng muốn đây cái đoàn du khách đó, họ tới, họ tham quan, trải nghiệm. Cái đó để mà cái gì cho cuộc sống của người dân của mình nó đỡ hơn. Tại địa phương em mà ăn bánh xoài thì em chỉ cảm nhận được vị thôi. Còn khi mà ở đây thì em cảm nhận được cả quá trình làm lẫn vị của nó. Thì em nghĩ là mình vừa có tinh thần vừa có món ăn thì cái vị nó sẽ ngon hơn rất nhiều ạ. Nhiều nhà vườn sau thời gian đầu kết hợp cùng Đặng Thế Truyền đã có thể tự mình đón khách. Tiêu thụ nông sản qua kênh du lịch tuy chưa cao nhưng mang lại cho họ thu nhập ổn định. Ở mình đang phát triển du lịch tốt nên thành ra mình kết hợp với Truyền để anh em thì nó làm tour để dẫn khách. Nhiều khách đến đây chụp hình xong rồi giới thiệu bạn bè vô cũng rất là nhiều.
Nói chung mình thấy kết hợp du lịch vậy cũng kiếm thêm thu nhập, cũng thấy có đồng vô đồng ra. Không chỉ đưa du khách đến nhà vườn, bà Truyền còn đẩy mạnh tiêu thụ xoài tươi qua các sản phẩm chế biến như xoài sấy và bánh tráng xoài. Mỗi năm, Cam Lâm Online tiêu thụ từ 30 đến 40% sản lượng xoài tươi toàn huyện, nâng giá trị xoài lên gấp nhiều lần. Riêng bánh tráng xoài, giá trị thương phẩm mang lại tăng gấp 8 lần. Sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hơn một năm triển khai thì đang có những cái hiệu ứng rất là tích cực, là thứ nhất là về phía các du khách dần dần họ cũng đang định vị rằng gần những cái khu sân bay resort và khách đến Cam Lâm thì sẽ được trải nghiệm những cái vườn xoài. Và người nông dân ở đây họ cũng đang hình thành những cái ý thức rằng là bản thân ngoài cái thị trường tiêu thụ truyền thống hàng năm mình đổ ra vựa hoặc là bán ra thị trường Trung Quốc thì mình vẫn có thể đón tiếp những lượt khách để mà tăng thêm cái giá trị và kênh tiêu thụ về nông sản. So với các địa phương lân cận như Lâm Đồng thì nông nghiệp gắn với du lịch của Khánh Hòa chỉ mới phổ biến vài năm trở lại đây. Thế nhưng lợi thế về du lịch giúp tỉnh này nhanh chóng phát triển theo cách làm này. Đây cũng là định hướng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Khánh Hòa. Tất cả những doanh nghiệp làm nông nghiệp cũng phải dần dần đi theo cái xu thế này. Vì đây là một trong những nền tảng để phát triển ngành nông nghiệp nước nhà. Để trong tương lai, Khánh Hòa sẽ đón nhận không những du lịch biển đảo mà còn có một ngành du lịch, đó là du lịch nông nghiệp sạch. Với tư duy đó, công ty cổ phần rong biển DT đã đầu tư xây dựng trang trại rong nho để đón khách. Trong trang phục lạ lắm này, người lớn cũng như trẻ em đều thích thú. Thích thú vì được lạc vào không gian nuôi trồng rong nho quy mô, được tự tay vớt những sợi rong nho tươi xanh và thưởng thức ngay tại chỗ. Hồi giờ chị nghe nói rong nho nhưng mình cũng chưa có hình dung ra. Nhưng mà đầu tiên tới đây mình cảm thấy rất là thích. Mình thấy mình nhìn được cái rong nho mà hồi giờ mình nghe người ta nói. Theo chị thì chị thấy cái này là nó cũng đem được một cái tốt, cái lợi ích cho khách du lịch, nhất là những cái khách mà nước ngoài hoặc trong nước, ngoài nước, họ sẽ biết được cái sản phẩm của thành phố Nha Trang. Thực sự đến đây thì họ sẽ, thực sự khi mà bản thân chị ăn rong nho, thật sự chị phải tìm được cái nguồn gốc của nó để chị mới ăn được. Thì khi mà mình đến đây thì mình tận mắt thấy thì mình sẽ tin tưởng hơn và mình sẽ sử dụng cái nguồn đó nó được nhiều hơn. Gần 2 năm qua, có đến hàng trăm ngàn lượt khách tham quan mô hình sản xuất, chế biến rong nho của đơn vị. Khánh Hòa có nhiều lợi thế để phát triển rong nho. Chỉ riêng công ty cổ phần rong biển DT Khánh Hòa đã có đến 75 hectare diện tích trồng rong nho. Đây cũng là đơn vị trồng rong nho lớn nhất cả nước. Cùng với công nghệ chế biến để đa dạng các dòng sản phẩm từ rong nho, thì việc gắn sản xuất rong nho với du lịch cũng là cách để vừa tăng sức tiêu thụ, vừa tạo được giá trị gia tăng cho mặt hàng rong nho. Tiêu chí của công ty DNT thì muốn đưa sản phẩm từ nông trại, trang trại cho tới bàn ăn. Mong muốn sao truyền đạt được tới cho người tiêu dùng một thông điệp là nông nghiệp xanh, sản phẩm sạch để nâng tầm nông sản Việt. Đa dạng các sản phẩm nông nghiệp để du khách có thêm cơ hội được trải nghiệm. Khi đó, nhà nông bớt đi nỗi lo tìm đầu ra cho nông sản. Và một khi được trải nghiệm ngay tại vườn, chính những du khách sẽ đưa sức hấp dẫn của sản phẩm đi xa hơn, từ đó tăng sức tiêu thụ nông sản. Du lịch nông thôn thì tôi nghĩ sẽ trong tương lai sẽ thúc đẩy rất mạnh về cái tiềm năng phát triển của địa phương ở nông thôn. Nhất là đối với tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa trọng tâm là phát triển du lịch, thành ra cái du lịch nông thôn cũng sẽ một cái hướng đi, một cái nhánh của cái du lịch của tỉnh để phát triển kinh tế về cái du lịch, về mặt kinh tế tiêu thụ thị trường nông sản. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mỗi năm du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn chỉ thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan, mang lại doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ thấp so với tổng doanh thu ngành du lịch toàn tỉnh. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, làng nghề giai đoạn 2023-2025.
Cùng với việc lồng ghép trong triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, kết hợp nông nghiệp với du lịch, thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Chuyên mục Vì nông nghiệp xanh Tây Nguyên kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.